Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ngày 23 tháng 3, Ủy ban điều tra Nga cho biết số người chết trong vụ tấn công khủng bố vào tòa thị chính Krokus, thị trấn Krasnogorsk nằm ở ngoại ô Moscow, Nga, tăng lên 133 người, cùng với hơn 150 người bị thương, theo đài RT. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đang tiếp tục đào bới đống đổ nát của tòa nhà, vốn đã bị phá hủy một phần trong trận hỏa hoạn lớn do những kẻ tấn công gây ra, để tìm kiếm và giải cứu nạn nhân. Cùng ngày, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB Alexander Bortnikov thông báo với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng 11 nghi phạm liên quan vụ tấn công khủng bố đã bị bắt. Các nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường sau vụ tấn công, nhưng cuối cùng bị cơ quan thực thi pháp luật Nga bắt giữ gần tỉnh Bryansk, tỉnh giáp biên giới với Ukraine. Theo phát hiện ban đầu, những kẻ tấn công đang tìm cách xâm nhập vào Ukraine, theo RT. Cũng trong ngày 23 tháng 3, ông Putin có bài phát biểu trước toàn quốc về vụ tấn công khủng bố. Trong bài phát biểu, ông Putin lên án vụ tấn công là đẫm máu và dã man, tuyên bố sẽ trừng phạt tất cả những người liên quan. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố ngày 24 tháng 3 là ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công. Bộ Nội vụ Nga ngày 23 tháng 3 cho biết 4 tay súng tình nghi bị bắt giữ sau vụ tấn công khủng bố, làm hàng trăm người thương vong ở nhà hát Krokus City Hall gần Moscow đều là công dân nước ngoài. Trước đó, truyền thông Nga đưa tin một số hung thủ là công dân Tajikistan, quốc gia giáp Afghanistan, và là nơi tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng hoạt động. IS cũng đã công bố một bức ảnh chụp 4 kẻ thực hiện vụ xả súng kinh hoàng này. Có thể thấy, vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất trong vòng 13 năm qua ở Moscow này đã được chuẩn bị và lên kế hoạch kỹ lưỡng kể từ địa điểm, thời điểm tấn công cũng như kịch bản thực hiện. Cuộc tấn công diễn ra không chỉ vào một ngày thứ 6 an bình cuối tuần, mà còn ngay sau cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 8, được xem là thành công của nước Nga, vốn đem lại một niềm lạc quan nhất định trong cả nước, cũng khiến cho người dân phần nào chủ quan lơ là trên góc độ an ninh an toàn. Địa điểm tấn công, nhà hát Krokus City Hall cũng là nơi ít được quan tâm hơn về an ninh so với khu vực trung tâm thủ đô Moscow, nhưng cũng là địa điểm thường xuyên diễn ra các hoạt động hội chợ hay biểu diễn có đông người tham gia. Đây không phải là lần đầu tiên nước Nga hứng chịu những vụ khủng bố kinh hoàng. Có những vụ khủng bố trở thành nỗi đau không thể nguôi ngoai trong lòng người Nga. Tối 23 tháng 10 năm 2002, một nhóm ly khai khủng bố đã bắt khoảng 850 người làm con tin tại nhà hát Durovka ở Moscow. Tổng cộng 130 con tin bị sát hại trong thời gian bị giam giữ 2 ngày 3 đêm, trước khi lực lượng an ninh Nga có thể chế ngự các phần tử tấn công. Đó còn là nỗi đau mang tên Beslan. Ngày 1 tháng 9, cách đây hơn 20 năm, hơn 30 tay súng đã tấn công trường phổ thông số 1 ở thị trấn Beslan, Cộng hòa Bắc Ossetia thuộc Nga, đúng vào thời điểm diễn ra lễ khai giảng năm học mới, bắt giữ hơn 1.200 học sinh, phụ huynh và giáo viên. Đây được xem là một trong những vụ khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử đương đại của nước Nga, với tổng cộng 334 người thiệt mạng, trong đó có 183 trẻ em và hơn 800 người bị thương. Nỗi đau vẫn âm ỉ, nhưng người Nga không khuất phục trước khủng bố. Các nước trên thế giới tiếp tục gửi lời chia buồn đến Nga và người dân nước này sau vụ tấn công khủng bố ở Moscow. Người phát ngôn Liên Hiệp Quốc Farhan Harb nói rằng Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres lên án vụ tấn công bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể. Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình tang quyến, người dân và chính phủ Liên bang Nga. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng kêu gọi tất cả các quốc gia hợp tác tích cực với Moscow để buộc tất cả những kẻ đứng sau những hành động khủng bố đáng trách này phải chịu trách nhiệm và đưa chúng ra trước công lý. Người đứng đầu cơ quan nhân quyền quốc tế Volker Türk cũng nói rằng không gì có thể biện minh cho một cuộc tấn công như vậy. Phần mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nói ông lên án vụ tấn công khủng bố khủng khiếp ở Moscow, nói thêm rằng việc mất đi sinh mạng vô tội ở khắp mọi nơi là một thảm kịch của con người. Trong khi đó, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu EU Joseph Borrell cũng lên án
bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất về vụ tấn công tàn ác xảy ra bên ngoài Moscow. Cộng đồng quốc tế phải đoàn kết, vững chắc chống lại tai họa khủng bố, ông Borrell nói. Ngoài ra, Việt Nam, Ấn Độ, Anh, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Đức cũng đồng loạt gửi chia buồn tới Moscow. Theo tờ The Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky lên tiếng về vụ tấn công khủng bố vào tòa thị chính Krokus, thị trấn Krasnogorsk nằm ở ngoại ô Moscow, Nga, hồi tối 22 tháng 3. Theo đó, ông Zelensky nói, ông Putin và một số người đang cố đổ lỗi cho người khác. Chuyện này đã từng xảy ra trước đây, đã có những ngôi nhà bị phá hủy, những vụ nổ súng và vụ nổ, và họ luôn đổ lỗi cho người khác. Ông Zelensky cho rằng, việc ông Putin ban đầu giữ im lặng về vụ nổ súng để tìm cách kết nối nó với Ukraine. Ông Zelensky cho biết thêm, tất cả đều hoàn toàn có thể đoán trước được. Tổng thống Ukraine cũng cho rằng những binh sĩ Nga đang chiến đấu ở Ukraine chắc chắn sẽ đủ để ngăn chặn bất kỳ kẻ khủng bố nào. Họ đã gửi hàng trăm ngàn kẻ khủng bố đến đây, trên đất Ukraine. Họ đang chiến đấu chống lại chúng tôi và không quan tâm đến những gì xảy ra ở đất nước họ, ông Zelensky nói. Bài phát biểu trên của ông Zelensky đưa ra ngay sau khi ông Putin phát biểu trước toàn quốc về vụ tấn công khủng bố. Trong đó, Tổng thống Nga lên án vụ tấn công là đẫm máu và dã man và nói thêm rằng những kẻ tấn công bị bắt quả tang khi đang chạy trốn về phía Ukraine, nơi mà theo dữ liệu sơ bộ, một cửa sổ để vượt biên giới đã được chuẩn bị từ phía Ukraine. Kiev trước đó đã bác bỏ các cáo buộc liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Moscow. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu trước toàn quốc về vụ tấn công khủng bố tại một buổi hòa nhạc ở tòa thị chính Krokus, thị trấn Krasnogorsk, ngoại ô Moscow, Nga, vào tối 22 tháng 3, theo đài RT. Trong bài phát biểu, ông Putin lên án vụ tấn công là đẫm máu và dã man, tuyên bố sẽ trừng phạt tất cả những người liên quan. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố, ngày 24 tháng 3 là ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công. Ông Putin bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả những người phản ứng đầu tiên, cơ quan thực thi pháp luật và cả những công dân bình thường, những người đã giúp đỡ các nạn nhân của vụ tấn công. Tổng thống Putin nhấn mạnh, một nỗ lực khác đang được tiến hành, tập trung vào việc ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào nữa. Ông Putin phát biểu rằng, tại thủ đô Moscow và khu vực Moscow, cũng như mọi vùng của đất nước, các biện pháp chống khủng bố và chống phá hoại bổ sung đã được đưa ra. Điều quan trọng bây giờ là ngăn chặn những kẻ đứng sau vụ tấn công đẫm máu này khỏi việc phạm tội mới. Tuyên bố sẽ trừng phạt tất cả những kẻ chủ mưu đằng sau vụ tấn công khủng bố. Ông Putin thông tin rằng, cho đến nay, 11 nghi phạm, trong đó có 4 thủ phạm trực tiếp tham gia vụ xả súng, đã bị bắt. Ông Putin nói thêm rằng, những kẻ tấn công bị bắt quả tang khi đang chạy trốn về phía Ukraine, nơi mà theo dữ liệu sơ bộ, một cửa sổ để vượt biên giới đã được chuẩn bị từ phía Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố, tôi nhắc lại, chúng tôi sẽ xác định và trừng phạt tất cả những kẻ đứng đằng sau những kẻ khủng bố, những kẻ đã chuẩn bị hành vi tàn bạo này, cuộc tấn công vào nước Nga, vào người dân của chúng tôi. Trước đó, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết Ukraine chắc chắn không liên quan những sự kiện này. Theo tờ The Kyiv Independent, trong một diễn biến liên quan, một nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố tại địa điểm tổ chức hòa nhạc ở tòa thị chính Krokus, thị trấn Krasnogorsk, ngoại ô Moscow, đêm 22 tháng 3, khai rằng anh ta đã tham gia với mục đích kiếm tiền. Theo hãng tin Sputnik, tôi bắn người ở Krokus vì tiền. Nghi phạm cho biết trong đoạn video thẩm vấn do bà Margarita Simonian, tổng biên tập tập đoàn truyền thông Rossiya Segodina, công ty mẹ của Sputnik, công bố trên mạng xã hội Telegram. Theo đoạn video, nghi phạm tên là Samsudin Fadidun, sinh năm 1998, đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và nhập cảnh vào Nga từ ngày 4 tháng 3. Nghi phạm khai rằng, cách đây một tháng, anh ta đã được một người giấu tên liên lạc qua Telegram và sau đó cung cấp vũ khí. Nghi phạm cũng thừa nhận rằng những người phụ trách đã chỉ thị cho anh ta giết tất cả những người trong phòng hòa nhạc. Những người phụ trách đã hứa sẽ trả cho nghi phạm 500.000 rúp, tương đương với 5.400 đô la, nếu thực hiện vụ tấn công khủng bố ở Moscow, nhưng sau đó chỉ chuyển vào tài khoản của nghi phạm nửa số tiền nói trên.
Mặc dù vậy, nghi phạm cho biết mức tiền được hứa hiện đã lên tới khoảng 1 triệu rúp, tương đương với 10.800 đô la. Nghi phạm cũng khai rằng anh ta đã đánh rơi thẻ ngân hàng trong quá trình chạy vào rừng để trốn tránh sự tìm kiếm của cảnh sát. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.